Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình, Sơn La đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều nay thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc thì có nơi cao hơn. Theo dự báo, khoảng tạnh giáo ở Bắc Bộ sẽ không kéo dài lâu. Đến khoảng ngày 12 tháng 9 khi mà cơn bão Côn Sơn tiến sát nước ta thì mưa lớn sẽ xuất hiện. Quý vị chú ý cập nhật những thông tin mới nhất để có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp. Tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời nắng ráo, độ ẩm cao ở trên mức 80% nên cảm giác khá oi bức, nhiệt độ ở mức là từ 31 đến 32 độ. Về tối, thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ hạ về mức là 25-26 độ. Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình ngày hôm nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay thì mưa sẽ giảm dần. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, chiều tối nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có mưa rải rác trong ngày, tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng. Tiết trời mát mẻ cả ngày và đêm khi biên độ nhiệt là từ 26 đến 30 độ. Từ ngày mai, trời nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần. Cảnh báo mưa dông tiếp tục đưa ra cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều tối nay trên cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn dông như là tố lốc hay là gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh, mây cũng bắt đầu kéo đến, mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trời khá mát và dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 30 độ. Đáng lưu ý là mưa dồn dập với lượng lớn vào tầm chiều tối thì sẽ gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đi kèm với thời tiết nguy hiểm như là sấm sét hay là gió giật mạnh. Người dân cần hết sức chú ý. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Tối qua, bão Côn Sơn đã đi vào Biển Đông là cơn bão thứ 5 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Trưa chiều nay thì vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh thêm. Tàu thuyền cần gấp rút tìm nơi trú ẩn, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Ở phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, từ ngày mai trở đi trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió có hướng Tây Bắc mạnh ở mức là cấp 4, cấp 5, mưa rông giảm nên tầm nhìn xa tăng lên mức trên 10 km. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới khi bão số 5 tiến gần hơn thì mưa rông sẽ gia tăng và gió cũng mạnh hơn trên khu vực này nên tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Hoàn lưu phía Tây của bão số 5 cũng tác động mạnh đến thời tiết khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Cường độ gió Tây Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, mưa rông mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn không nên ra khơi trong thời điểm này. Bão số 5 và Biển Đông cũng làm gia tăng cường độ gió Tây Nam lên mức là cấp 5, cấp 6 trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo. Cùng với đó là mưa rào và dông xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa thường xuyên bị giảm thấp xuống dưới ngưỡng 10 km. Sóng biển cao xấp xỉ 3 m, biển động. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, cường độ gió Tây Nam trong đêm nay ngày mai cũng như khoảng 2 đến 3 ngày tới cũng ở mức là cấp 5. Ngoài ra thì mưa dông cũng xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật ở mức rất cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do tương tác với bão Chanthu nên bão số 5 còn có tên quốc tế là Côn Sơn sẽ di chuyển chậm và quần thảo mạnh nhất tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các địa phương cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú. Đây là nội dung chỉ đạo vừa được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai với các địa phương vào sáng nay. Sáng nay ngày 9 tháng 9, bão số 5 mạnh cấp 9, giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông đông nam. Ngoài ra, hiện tại ngoài Biển Đông còn có bão Chanthu mạnh cấp 12, cấp 13 đang hoạt động song song. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tốc độ có phần chậm lại do có tương tác với bão Chanthu. Bão số 5 có khả năng mạnh thêm. Trong vòng ngày 11 và 12 tháng 9, bão quần thảo trên khu vực quần đảo Hoàng Sa có thể với sức gió giật cấp 13. Các dự báo hiện nay của trung tâm trên thế giới cũng còn nhiều phân tán và có sự khác biệt nhiều. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đến 72 giờ tới cũng chưa đồng nhất. Vì vậy, thông tin dự báo về cơn bão số 5 hiện nay còn tương đối phức tạp. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, thiệt hại do bão Côn Sơn tại Philippines làm 19 người chết và mất tích, gần 80.000 người bị ảnh hưởng, nên nước ta phải chủ động ứng phó ngay từ sớm để giảm thiểu thiệt hại. Qua theo dõi trên hệ thống, số lượng tàu thuyền còn rất lớn. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương cần tránh như tình trạng bão số 9 năm 2020 khi mất tích 2 tàu với 23 ngư dân do chủ quan. Năm nay, ngoài ứng phó với thiên tai thì đảm bảo an toàn tại khu vực cách ly cũng phải được đặt lên hàng đầu. Đối với khu vực vùng đỏ, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng khi sơ tán phải đề nghị rà soát, test nhanh, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, tạo nơi tránh trú cho nhân dân khi đối tượng nguy cơ cao phải cách ly. Tại nơi sơ tán tiếp tục đảm bảo 5K tốt nhất có thể, tổ chức trực y tế đảm bảo sức khỏe và trực phòng chống dịch 24/24 giờ. Tiếp tục chương trình với một thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, bão Côn Sơn với diễn biến phức tạp đang tiến vào Biển Đông. Dự báo đêm nay mùng 8 tháng 9, bão sẽ đi vào khu vực này thành cơn bão số 5 năm 2021. Các mô hình dự báo hướng đi và cường độ của bão Côn Sơn đang bị phân tán. Có kịch bản cho rằng bão có thể đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu ngay khi vượt đảo Hải Nam. Chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam đảo Luzon, Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông nam. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc. Bên cạnh bão Côn Sơn, ngoài khơi Philippines còn một cơn bão khác tên là Chanthu vừa hình thành và duy trì cường độ mạnh. Những ngày tới có thể đạt cấp siêu bão. Do chịu tương tác với cơn bão này và tác động của áp cao cận nhiệt đới, hướng đi và cường độ của Côn Sơn có thể thay đổi. Các mô hình dự báo của Cơ quan Khí tượng Quốc tế và Việt Nam cho bão Côn Sơn còn sự phân tán. Hiện có kịch bản cho rằng bão có thể đi lệch xuống khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng cũng có mô hình nhận định bão suy yếu dần sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa và tiến vào đảo Hải Nam Trung Quốc. Cơn bão này thì nó kèm theo có thể là sẽ gây ra mưa lớn. Và cái mưa lớn ở khu vực miền núi phía Bắc của chúng ta cũng như khu vực miền núi ở miền Trung thì trong vòng 7 ngày gần đây đã xảy ra những cái trận mưa lớn và hầu hết các khu vực này là đất đã bão hòa. Và khi có mưa tiếp tục thì có thể xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất. Và cũng một số hồ chứa thì cũng đã tích đầy nước. Việc xả lũ vận hành các hồ chứa này cũng như đảm bảo an toàn cho các hồ sung yếu, rồi đảm bảo an toàn cho hạ du là một vấn đề lớn đặt ra. Về nguy cơ bão đổ bộ vào vùng đỏ, đại diện Bộ Y tế cho biết, tùy tình huống thực tế, các địa phương vẫn phải đảm bảo quy định phòng chống dịch, nhất là khu vực cách ly, phong tỏa. Nhưng trong điều kiện bão lũ, công tác đảm bảo an toàn